Hello. Man, đó là đội Air Jordan 11, có thể là một trong những đội Air Jordan 11 đẹp nhất nhưng mà giờ nằm trên kệ. Và một cái cập nhật mới nhất từ anh Vinh, đó là anh Vinh đã chính thức làm ngày đầu tiên ở cái hiệu giày này nè. Bây giờ cho các bạn coi hiệu giày này đã. Em xin chúc mừng anh Vinh rất nhiều. Ok, chúc mừng anh Vinh. Mà phím giờ dữ ha. Dạ, phím giờ. Ok, sẵn nha. À, trong video này nó có nhiều cái để thông báo lắm, nhưng mà cái thông báo đầu tiên là somehow là mình tự nhiên mình bị loạn thị mà và phải đeo kính để mà có thể đọc được chữ, còn không đeo kính á là không đọc được chữ nữa. Fuck that shit. Thông báo số 2 á là bây giờ mình đã có một cái phụ kiện mới, mình không còn hút thuốc lá nữa mà mình chuyển qua hút xì gà rồi nha, hút xì gà. À, phụ kiện thôi. Nhưng mà phụ kiện này có vẻ hơi đắt, 800 lần nghe nói vậy, người ta tặng. Cái thông báo số 2 là cái thông báo số 3 chứ. Thông báo đi. Là một cái logo mới như các bạn thấy ngay đầu video. Nó là một cái hình hai cái bàn tay, xong có cái hình vuông với cái hình tròn. Nhân làm rất là hay với cái chuyện là dĩ nhiên nó làm hơn 8 tiếng, 8 tiếng không đủ làm. Là hai bàn tay và bây giờ ok làm những gì đó vuông vắn, vừa vặn, tròn trĩnh. Nice. Tiếp theo là cũng có một vài bạn á, cũng nhiều á, inbox mình á. Thật ra các bạn chỉ hỏi về thông tin của chiếc ghế này thôi. Và mình cũng không biết nữa, để xíu mình hỏi bạn admin ha. Nhưng mà có vẻ các bạn thích chiếc ghế này của cái phòng của mình. Nhưng mà ngồi cũng ok. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải dọn đôi giày này. Một mặc dù là đôi giày Ananas làm đặc biệt cho nam, nhưng mà chúng ta cần phải dọn nó. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là Ananas chưa làm gì hết. Còn anh Vinh thì đã có một cái tin nhắn rất là dễ thương, đó là Nam, tao coi video của mày rồi đó, và tao bây giờ làm Hoka ngày đầu tiên rồi, tao sẽ sớm về Việt Nam và có một đôi giày size 12 nha anh Vinh, để cho mày để vào văn phòng mới của mày. Em xin phép dọn mấy cái này ra. Và đây là cái chỗ đây em để dành cho đôi giày mà anh Vinh sắp tặng em nha. Like, thank you. Oh wow, đang bế tắc mà ăn cái gì mạnh quá nha ngon. Ăn cơm chay mà. À cơm chay hả? Ok. Rau củ, nấm chay. Nếu các bạn có thể để ý là riêng ở công ty này thì mọi người đều bận đồ theo phong thủy. Ngày hôm nay là ngày hỏa, cho nên là tất cả mọi người phải bận đồ màu gì ạ? Đỏ, cam, hồng. Đỏ, cam, hồng. Hồng. À, sai bét rồi. Đỏ. Ủa? Cam. Wow. Không có sai chứ sao? Không có sai, mà màu trung tính. Tía có nói là những cái ngày mà mình không có đồ bận thì mình cứ màu trung tính là nó sẽ ok, nó không có bị phá mình. À, ok. Màu trung tính nha. Không, không giúp mình đúng không con? Mà còn còn màu hồng và đỏ là màu tương sinh. Của tao là cái này nè, tao không phải cái này đâu. Rồi, gỡ ra heo vô. Gỡ heo rồi. Uống hết rồi. Gỡ ra heo, tao cũng cận chiêu đẹp đá luôn đây. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề của đôi Air Jordan 11 DMP, hoặc là cái câu chuyện lớn hơn của cái đôi giày đó là bây giờ có phải là văn hóa sneaker, cái trào lưu sneaker đã thoái trào hay không? Tại vì nhiều người cũng nhắn tin hỏi mình về chuyện đó, hoặc là trong những buổi đi ăn uống gặp gỡ hay nói chuyện cà phê với những người mà bạn cũng mình, họ hay nói về chuyện là ok bây giờ sneaker nó chết rồi, cái trào lưu này bây giờ nó qua rồi, nó không còn nữa đâu, bây giờ người ta chỉ mang dép rock mà thôi. Nhưng mà khi đó mình mới nói là mình những người đó hỏi ý mình mà mình trả lời đơn giản là tao thấy cái chuyện đó tao cũng không quan tâm lắm. Thứ tao duy nhất tao biết là kinh tế tao đang đi xuống, kinh tế của thế giới đang đi xuống, chất lượng cuộc sống của tao có thể đang đi xuống. Và những thứ đó nó mới quan trọng hơn là cái việc là cái văn hóa này nó đang đi lên hay đi xuống. Thiên cầm sóc là must go down gì đó các kiểu đúng không? Thì cái gì lên nó cũng xuống, mà nó xuống thì nó mới lên lại được chứ. Đâu có cái gì mà lên hoài được. Nó gọi là thôi. Và quay trở lại cái vấn đề đó là tại sao các bạn trẻ hay là những người mà yêu cái nền văn hóa hay là yêu những đôi giày nó xuống đúng không? Ít người mua đúng không? Vậy thì bây giờ làm cách nào đó để mình giàu lên đi, để mình lúc nào kinh tế mình cũng đi lên đi, mình muốn chơi cái gì mình chơi cái gì cũng được hết, mình thích thì mình mua. Ngày xưa bây giờ mình phải mua giá resale, bây giờ mình mua giá retail, tuyệt vời quá đúng không? Nếu mà bây giờ tôi có tiền, tôi sẽ chạy ra mua hết tất cả các đôi Air Jordan 1 DMP, xong rồi sau đó kiếm một cái phòng ở đó đúng không? Để trong đó 3 năm sau bán. Chắc chắn là 2-3 năm sau nó lên lại rồi, đúng không? Tại vì cuối năm nay, theo những nguồn tin mà mình biết, tất cả các hãng giày họ sẽ bơm tiền vô, họ sẽ làm một cách nào đó, họ sẽ tạo ra những sản phẩm mới để cho cái văn hóa này tiếp tục đi lên nữa, đúng không? Bằng những sản phẩm mà có thể là các bạn nhìn vô là sẽ muốn mua ngay lập tức. Và lúc đó những khi kinh tế của bạn không lên, đúng không?
thì bạn cũng chơi được thôi. Thì đó, nói chung là ý nó cũng tùm lum nhưng mà đại khái đừng quan tâm tới những chuyện đó. Hãy quan tâm tới trào lưu cuộc sống của mình. Là mình có đang làm gì đó nó tốt đẹp hơn cho mình không? Sức khỏe, tập dục như thế nào đó. Kinh tế của mình có đi lên không? Mình có tạo ra tiền trong thời điểm kinh tế khó khăn này hay không? Để sống thế, mình chơi gì cũng được hết. Mình không quan trọng trào lưu, thích gì chơi đó. Và chơi gì thấy vui là được. Dạ, hơi lộn xộn á. Thêm một ý nữa là nếu mà Nike Việt Nam có thể tặng cho Nam đôi cho mình một Retro DMP Gratitude bản 2023 size 12 USD thì chắc là tuyệt vời lắm. Man. Ok, ngày hôm nay cũng nhiều thông tin rồi ha. Thôi bây giờ thay logo trên fanpage mới rồi bắt đầu bán hàng thôi. Sắp tới có mấy cái vớ này nọ các kiểu ngày xưa còn dư từ thời kỳ kinh dài á, tự nhiên lục ra thấy còn nhiều quá. Đáng mua ủng hộ nha. Thank you. Love you. À đúng rồi. Mà lúc mà mình post cái video này chắc khả năng cao là cái kênh của mình nó sẽ được 4.000 subscriber. Là một con số rất là vui vẻ và thú vị tại vì nó có tăng, tăng là được rồi. Tại vì có một cái câu mà ngày hôm nay mình học mình thấy hay lắm. Mình vô tình thấy trên mạng thôi, đó là nếu như có dũng khí, có sự dũng cảm để bắt đầu một việc gì đó theo một công thức đúng đắn và cứ làm và cứ kiên trì làm thì thành công chắc chắn sẽ chỉ là vấn đề về thời gian thôi. 10 năm cũng có thể. Mà hơi lâu ha. Năm thôi được. Mục tiêu là 50.000 subscriber. I don't know. Trời ơi, bão quá, to quá, mưa sao. Thông tin chiếc ghế của mình là màu xanh. Còn chỗ địa chỉ mua này nọ kiểu giá. Để mình check lại hóa đơn nha, thật sự đọc quá nhiều ghế đi. Bây giờ mình không nhớ được cái ghế chỗ đó bán ở đâu nữa. Thật ra đó là bà chủ đầu tư của mình đi lựa. Bà chỉ đang ngồi lên chỉ cảm nhận ok la hết rồi. Chỉ mới kêu mình là đặt đi em. Má con có cách nào ngắn hơn để trả lời con hỏi không con? Con là Miss dài dòng. Con cảm nha. Chúng ta thử hợp. You left me stranded. Looking